cần tập luyện, chỉ cần thực hiện đúng như lời hướng dẫn tôi này thì mọi người khỏi bệnh rồi. Tại sao mình không làm? Tại sao mình không ý thức được cái con người mình? Cái mà bây giờ phải thức tâm con người ở chỗ là phải nghĩ đến cái sức khỏe của mình. Mọi người hiểu không? Phải lo cho mình, đừng có trông chờ ai hết. Còn đi đến bác sĩ, đầu tiên là cho uống thuốc. Uống chừng nào tới đau bao tử thì thôi, rồi bắt đầu chích thuốc. Chích thuốc đã đời rồi, mổ. Mọi người thấy không? Cái chu kỳ đó không phải ở Việt Nam này đâu, mà trên thế giới, ở nước nào cũng vậy. Nó đều đi như vậy đó. Còn ở đây á, là còn đỡ, ở bên Đức nè, tôi qua Đức nè, thì mọi người coi, đau chút xíu cũng mổ, đau chút xíu cũng mổ. Thì cái đó đâu có tốt gì cho mình. Do đó là tôi yêu cầu mọi người cứ cố gắng học rồi cái gì thực hiện ở đây. Ở đây á, mọi người lên đây mà tôi hỏi có nhịn ăn không? Mà không nhịn ăn là tôi giận lắm, tôi còn muốn đuổi về, tôi không cho ở đây. Tại vì cái đó là giúp cho mình, tại sao mình không làm? Nghe không? Yên tâm. Ừ. Cái gì tốt mà người ta nói cho mình không chịu nghe. Nghe không? Vì cứ thích là tốn tiền, cứ thích là tiền trao cháo múc. Trời ơi, đường múc không nổi đâu. Tiền bao nhiêu mà múc. Mọi người cứ tính là tới đây là để được chữa trị là không có đúng. Ở đây là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mọi người đến đây á, là để học, ở đây hướng dẫn cho cái cách để mà chúng ta chữa trị, chứ không phải là chỗ chữa trị. Đến đây đi được chữa bệnh, ở đây đâu có nhận chữa bệnh. Mọi người hiểu sai cái mục đích ở đây rồi. Tại vì ở đây mình đã nói đi nói lại để cho mọi người hiểu cái cách để mà mình lo sức khỏe cho mình. Thực ra là cái mà thức tâm của con người ta là lúc này là gì biết không? Là phải lắng nghe mình, lắng nghe chính mình, nhìn cái bạn. Rồi phải tự săn sóc, rồi phải tự lo cho mình. Không, ở đây không phải là chỗ đi làm tiền. Cho nên đó là mọi người thấy những cái người mà bị bệnh đó, là cứ vô trong cái chỗ thầy thuốc, rồi thầy thuốc cứ lấy tiền. Cái chuyện đó là ở đây không làm chuyện đó. Ở đây không phải là chỗ chữa bệnh, ở đây không có làm tiền cái gì đó. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.